Thưa quý khán giả, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 17 tháng 2, các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức bắt đầu. Ghi nhận tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh, nơi diễn ra lễ hội, có rất đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức các món ăn chay. Tại lễ hội, các hòa đạo, các chùa, các đơn vị huyện, thị xã, thành phố đã chế biến và bày bán các sản phẩm chay ngay tại gian hàng của mình như bánh xèo, bánh khọt, bánh hỏi, bún riêu, bánh mì, bún Huế, thu hút rất đông người dân đến xem, chọn mua và thưởng thức ngay tại chỗ. Những doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng thực hiện trưng bày và bày bán những sản phẩm thuần chay, organic, được chế biến từ nấm và các loại ngũ cốc, rất có lợi cho sức khỏe người sử dụng. Đa phần các món ăn và sản phẩm có giá từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng một món. Mình cảm thấy rất là vinh dự, vinh danh cho tỉnh nhà của mình, đó là những cái món chay ăn rất là ngon. Nếu mà nói về trong nước thì mình thấy nó rất là ngon, ngon nhất. Mình muốn những cái món chay của Tây Ninh mình đó là sẽ ra tới toàn quốc luôn. Cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Rồi khi được cái món chay mình được lan tỏa khắp tỉnh rồi khắp nước, là có khi cả thế giới đều biết được cái ẩm thực chay của địa phương mình. Lễ hội nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 19 tháng 2 năm 2023, giao cổng hoàn toàn miễn phí.